Chụp tôi với đã. Hello, xin tất cả mọi người nha. Hôm nay là Vi làm cái mì cay Sam Giang nè. Đó, S2 nha, rất là cay luôn nè. Cái mì này là mì cay S2 này, cay lắm á. Mà xem nè, S2 nha. Đã lâu lắm rồi Vi mới ăn lại á. Cái mì cay này cũng rất là cay nè mọi người. Sam Giang nè. Đó, mì này mì rất mì cay nha. Còn đây là nước sốt Sam Giang này, cái này cũng rất là cay nè, S2 luôn nè. Đó. Còn thêm là ớt bột luôn nè nha. Vi bỏ này trước nha. Ai bỏ này trước nè. Đây là mì cay Sam Giang S2, cay lắm á. Wow. Ở trong này thì có nước sốt cay nha. Sốt cay với lại một nước sốt hành. Đấy. Này cũng là mì cay Sam Giang nè, mà Sam Giang bình thường. Trong này cũng có hai gói nè. Cái mì cay này á thì mình phải để nước cho sôi nha. Thì mình mới bỏ mì cay vào cho nó dễ chín mì mọi người. Thì tiếp theo thì mì này mì ly. Đó cũng nước sốt hành nè. Sốt cay nè. Đó, cái ăn gì luôn. Wow, có xíu xíu à. Chín rồi nha mọi người. Mình tốn đèn này luôn nè. Mình để khoảng 10 phút cho mì nổi nhé. Tại vì mì Sam Giang này á sợi nó rất là to luôn nè. Đó, mình không để nó chín là cái ăn cứng lắm. Nó chín rồi thì mình bỏ đây ha. Bốn gói mì này. Lấy ra nha. Wow. Mì cay này nước sốt Sam Giang mới ngon mày. Nước sốt này ngon lắm, nó cay mà rất là ngon. Cay quá là. Vừa cay vừa mặn nữa. Wow. Này. Sốt này cay nha. Sốt này S2 nè. Ui, nước này không à. Wow. Luôn hết luôn. Giờ Vi sẽ chọn nhé. Mình chiên xúc xích nha. Mấy cây xúc xích này mình mua Bách Hóa Xanh nè, cho an toàn. Mua ngoài sợ không mất vệ sinh. Ở ngoài này thì gió chắc là nhiều luôn. Ai Vi trời chắc là mưa nè. Trời cần mưa rồi, mùa mưa nè. Đây là cây tre. Mấy con suối này Vi hay quay tóp tóp lắm. Đây suối chạy nhưng quay anh em xem nhé. Cảnh chắc là đẹp luôn á. Thì dầu sôi mình bỏ xích vào đi. Bỏ hết luôn. Mấy cây không? Sắp chín đó nè, vàng vàng đã luôn ha. Đây mình trộn quá đều nè, quá là cay luôn nha. Thơm quá nhưng mà nó hăng, mùi nó hăng hăng á. Sạch muốn sạch luôn. Hay bây giờ trộn nước sốt Sam Giang S2 nha. Trước khi trộn Vi sẽ cho bé Nhung đây cho bé Nhung nha. Bé Nhung đang quay video á. Mình cho một xíu này cho bé Nhung nha, để không bé Nhung ăn không cay nó ngồi đâu. Thôi Vi chọn Sam Giang S2 vào nha. Cay lắm mà xem nè. Mới mua luôn, cái tem còn nguyên nè. Wow, trời ơi. Wow. Xúc xích này mình để đây để bên trong ha.
Đó. Để bên trong này. Cái cây không nữa. Quá trời rồi. Bây giờ mặn ngâu uống nha. Mặn ngâu là đặc sản của Ninh Thuận nè. Chuẩn bị mặn ngâu trước cả. Chứ không là cay lắm. Mới nếm thử thôi mà cay rồi. Cắt chanh nè. Chua với đã. Vào đây. Mình đang uống mặn ngâu nha. Wow. Mọi người nha. Hay quá. Hay là cay luôn. Cái sốt sâm giang này S2 này cay lắm á. Với là mày cay sâm giang nữa. Còn thêm ớt bột nè. Nó là ngon luôn á. Lâu lâu á ăn cay á mọi người, khoảng từ hồi chưa My đi làm công ty á, lúc đó My làm công nhân á năm ngoái, My làm video thấy cay lắm. Nhưng mà từ ngày My về quê á, My làm video với bé Nhung á không có ăn cay được. Wow. Cay. Khá là cay luôn. Hôm nay mới là biết là cay cái nào luôn á. Cây mày cay sâm giang nè, với nó sốt sâm giang nè, ớt bột nữa. Hồi đó bị ăn cay mạnh lắm, bây giờ ăn cay yếu rồi. Hồi đó thì như đây thì bây giờ ăn không cay đâu. Mình sao bây giờ ăn cay yếu ta? Hay là lâu ngày mình chưa ăn cay nó lạ. Anh nội ơi. Nó ngon lắm. Ăn cay không nổi luôn á. Nó cay quá. Thế không? Phải. Cay quá. Cay nhá.
Ôi. Thôi bye mọi người nhé. Wow, cay. Thôi bye bye mọi người.